Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái loại dung dịch trợ hàn thiếc vào những cái đồ bị những cái vị trí bị rỉ là một, và đặc biệt ấy là mình dùng nó để có thể hàn thiếc bám vào inox mọi người nhé. Đây là mấy cái ống inox của mình này. Thì cách đây khoảng 5 năm đổ về trước ấy là mình có nhận được một cái đơn hàng của một cái công ty, nên hiện tại bây giờ mình cũng thỉnh thoảng mình hay làm. Đó là hàn cái thiếc, chúng ta phải làm sao để cái thiếc nó bám được trên inox nhá. Thực tế là inox mà muốn bám được thiếc thì phải có dung dịch các bạn ạ. Để nó tạo ra cái vết bám thiếc vào này, mình sẽ hàn cái này vào cái thanh như này. Đây là một cái chi tiết trong những cái khu đúc nhôm mọi người nhé. Nó làm mát cái, nó đưa đường nước trên cái ống này và nó tràn ra, nó làm mát trong những cái khu đúc nhôm của cái công ty Han. Công ty Han ở Việt Nam ấy, xuất khẩu sang nước ngoài nhiều. Nên mình làm cái này rất nhiều. Và hồi đó thì mình có tìm kiếm để làm sao để vào Google ấy, mình tìm kiếm để làm sao là mà cái thiếc có thể bám được trên inox để hàn mọi người nhé. Thực tế là trước đó thì mình đã cầm một cái mẫu của đã có lưới khác họ hàn ở bên nước ngoài họ hàn, nên mình mới tìm. Thì sau đó mình về mình tìm kiếm để làm sao mà cái thiếc đó có thể bám được trên inox này. Thế là cuối cùng mình mới tìm được một cái, đó là dùng cái axit HCl ngâm vào một cái vỏ kẽm, vỏ của cái quả pin ấy, thì là mình sẽ tạo được một cái dung dịch. Thì cái dung dịch đấy thì mình sẽ nhúng cái dung dịch đấy, vị trí mình hàn vào cái dung dịch đấy, sau đó mình hàn thiếc là nó bám rất tốt luôn. Và đến bây giờ là trên mạng là chúng ta sẽ tìm được cái chai này của Trung Quốc sản xuất này. Mình đã mua hai cái chai này cách đây phải 3 năm rồi mà mình vẫn dùng bình thường này. Thì cái chai này ấy, nó cũng là cái dung dịch mà mình vừa bảo ấy, là axit HCl được pha với kẽm ấy, ZL các bạn nhé. Thì cái dung dịch này chắc là Trung Quốc sản xuất, nhưng mà cái nồng độ nó không cao nên mình thấy nó không bám bằng cái dung dịch mình tự pha từ axit. Nhưng mà có tóm lại là vẫn dùng được bình thường mọi người ạ. Và mình có đang thử dùng nó để có thể là hàn được những cái vị trí sắt bị rỉ ở đây, như cả cái điều khiển này này. Cái vị trí sắt nó bị rỉ, nó không tiếp xúc nhé. Tí nữa mình cậy ra mình thử hàn thử. Thì cái khi chúng ta hàn ấy, là chúng ta sẽ làm sạch cái phần inox này đi. Thì bắt đầu là mình sẽ nhỏ một ít dung dịch này vào, chờ một tí, sau đó mình sẽ hàn thiếc và nó đắp nó dính được như này nhé mọi người nhé. Nếu mà chúng ta không cho cái dung dịch đấy vào ấy, thì và giả sử cái đầu này không có này, thì mình sẽ không bao giờ mình hàn được các bạn nhé. Thiếc không bao giờ bám được vào inox. Như vậy là cái dung dịch này nó sẽ làm biến chất của cái chất vị trí mình cần hàn ấy, và dẫn tới là cái thiếc nó sẽ bám ngấu được vào trong cái inox. Thì như vậy là mình nghĩ là những cái vị trí bị sắt rỉ này nó sẽ bám bình thường, hoặc vị trí nào đó mà chúng ta cần nhé. Ở dung dịch trợ hàn, chúng ta lên Google, chúng ta chỉ cần tìm là dung dịch trợ hàn inox, thiếc và inox là nó sẽ ra cái này luôn mọi người ạ. Rất là nhiều nơi bán luôn. Và hồi đó mình mua hình như là rơi vào khoảng 40.000 một chai này. Mình đã tháo được ra này, và đầu tiên là mình sẽ mài qua cái vết rỉ đi. Thực ra những cái bằng sắt này chúng ta mài sạch trắng đi, chúng ta dùng thiếc và nhựa thông chúng ta cũng hàn được nha. Nhưng bây giờ mình sẽ dùng cái dung dịch trợ hàn này, đối với những vị trí nào mà rỉ nhiều và ngấm sâu ấy, thì nó sẽ xem nó sẽ bám tốt không nhé mọi người nhé. Cái này nó là cái một dạng axit như mình bảo ấy, nó là axit HCl pha với kẽm ấy. Thì là khi nó hàn nó sẽ khói rất là độc, nên mình thường mình khi mình hàn cái này ấy, là mình sẽ đem ra, mình ra ngoài trời mình có quạt thổi cơ, mình ngồi cái bàn ngoài trời mình thổi cơ, chứ không phải mình ngồi ở đây mọi người nhé. Nên đây là mình chỉ test thử cho mọi người thôi. Cái khói độc nó của mọi người ạ, bởi vì nó có hơi axit mà. Để nó bám luôn mọi người ơi. Như vậy nó bám được thiếc luôn mọi người ạ. Nhưng mà hơi ít. Chức năng hàn và hàn vào inox này mới có tác dụng nhiều mọi người ạ. Còn cái đấy thì nó dễ quá rồi. Mình thử nhá. Đấy các bạn thấy không, nó đang dính được thiếc. Đã dính được thiếc vào cái ấy rồi mọi người nhá. Vào cái inox rồi này. Máy nó lấy nét kém quá nhỉ. Đấy nó đã dính vào được vào ấy mọi người nhá. Nó dính thiếc vào rồi này. Còn nếu mà mình không cho nhá, vị trí mà mình không cho cái dung dịch này ấy, thì nó đây nhá, như ở mình thử chỗ này nhá, chúng ta sẽ để ý này, nó sẽ không thể dính được đâu. Nó cứ chơi thôi mọi người ạ. Đấy không, nó cứ chơi đi này. Không hề dính được cái gì luôn nhá. Nhưng chỗ này vừa mình cho cái axit vào một cái là nó đã dính được ngấu rồi này.
Thôi, cái video của mình sẽ kết thúc đây nhá. Hy vọng qua video mọi người sẽ có thêm một cái hiểu biết khi sử dụng một cái dung dịch trợ hàn nhá, hàn thiếc nhá, cho hàn inox. Chào các bạn nhá.